Vâng, hiện tại là 2 giờ chiều ngày 28 tháng 1 năm 2019 thì là chúng tôi vừa lắp đặt xong cho nhà chú Thủy tại xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Đây một bộ cuốn thư câu đối bằng gỗ dổi, cuốn thư hồng chỉ đây. Chúng tôi quay lại một video làm kỷ niệm với chú Thủy. Hôm nay thì chú có đi vắng nên là nhờ anh trai ra nhận hàng giúp đây. Cuốn thư hồng chỉ được dát vàng, giữa đục chạm ba chữ Đức Lưu Quang, và hai bên là hai chữ hai câu đối. Mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với đồ cụ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510 816, hoặc truy cập vào website đồ cụ Tùng Tám.com nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác.